Bốn anh em tài giỏi. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng người nông dân cũng khá giả, sống với người con trai khỏe mạnh tên là Roman trong một trang trại nhỏ. Roman ăn rất khỏe, chàng không bao giờ biết no, vì chàng có thể căng bụng lên rồi lại xẹp xuống ngay lập tức. Con mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là nó ăn nhiều quá. Cứ như vậy, của cải trong nhà sẽ không đủ cho nó ăn mất. Dân làng biết việc này, họ đều chê cười Roman. Kẻ có cái bụng không đáy kìa, đúng là chẳng ra sao cả. Tội nghiệp cha mẹ cậu ta, sinh ra một đứa con ăn đến tan nhà nát cửa. Trong làng, Roman còn biết đến những người kỳ lạ không kém. Đó là chàng Bucky đánh cá với đôi tay rất lớn, khiến anh ta gặp khó khăn với hầu hết các hoạt động thường ngày, vì chẳng có đồ vật nào phù hợp với kích thước của đôi tay ấy cả. Có lần trong khi ngủ, Bucky bị những con muỗi làm phiền. Chàng chỉ đập tay một cái cũng phát ra âm thanh long trời lở đất, đủ để đánh thức cả làng dậy. Đồ gì hổng? Vô ý thức. Vô ý thức. Ơi! Hay đó là chàng sao dơ đốn củi với miệng rộng, môi dày vô cùng kỳ quái. Chàng hít thở đến mức mọi người xung quanh bị bạc đi. Vì thế chẳng ai muốn lại gần chàng, và chàng không hề có bạn. Ôi, trời ơi, bất lịch sự quá đi à. Đã xấu xí rồi mà còn gì nữa. Và cả chàng Gavin bán thang với thân hình to lớn lực lưỡng, chàng rất nhiệt tình nhưng cũng vô cùng hậu đậu. Ôi trời ơi, xe hàng của tôi, cả gia tài của tôi. Anh ta lại phá hoại nữa rồi. Lại là Gavin, anh ta lại phá hoại nữa rồi. Trong vùng có một tên địa chủ khét tiếng gian ác tên là Boris, sở hữu một trang trại rộng lớn. Dù có rất nhiều vàng bạc nhưng ông ta không bao giờ thấy đủ, vì thế lão thường dẫn theo người hầu đi cướp bóc khắp nơi. Những nơi Boris tới, hắn ép buộc dân làng phải cho mình vay mượn toàn bộ của cải trong nhà đổi lấy một tờ giấy nợ. Gọi là vay mượn nhưng không bao giờ Boris trả lại cho bất cứ ai. Không ai dám chống lại bởi vì ông ta có rất đông người làm. Nhà Roman khá giả, vì thế họ cũng rơi vào tầm ngắm của Boris. Lão dẫn đám người tới trong lúc Roman đi vắng, rồi đe dọa và ép buộc hai bác nông dân. Ta quyết định vay mượn toàn bộ số của cải trong nhà này, đổi lại các ngươi sẽ có mảnh giấy ghi nợ của ta. Sao nào, rất công bằng phải không? Vợ chồng bác nông dân đành phải nghe lời, và họ bị cướp sạch tài sản, tiền bạc dành dụm trong nhà bấy lâu. Khi Roman trở về, nghe cha mẹ kể lại mọi chuyện, chàng rất bất bình. Tên địa chủ gian tham bạo ngược, nhất định con sẽ tìm đến nhà lão để đòi món nợ này mới được. Hai bác nông dân hết sức can ngăn, nhưng chàng vẫn quyết tâm cầm tờ giấy ghi nợ cũ đến nhà Boris đòi lại. Trên đường, Roman gặp lại ba người kỳ lạ kia. Họ đang trò chuyện với nhau. Thì ra các anh cũng giống tôi, đều bị tên địa chủ tàn bạo đó cướp hết tiền bạc trong nhà ư? Nếu không phải vì tôi chỉ có một mình, tôi nhất định sẽ cho hắn một bài học. Tôi cũng thế. Vậy thì sao chúng ta lại không cùng giao kết thành anh em, tới nhà tên địa chủ Boris đó đòi lại công bằng đi chứ? Ý này hay lắm. Chúng tôi đồng ý. Vốn là những người can đảm nhiệt tình, tất cả đều vui vẻ đồng ý. Thế là bốn người cùng nhau kết làm anh em thân thiết. Họ thẳng hướng tới trang trại của Boris. Kẻ nào đó? Sao các ngươi dám tới đây? Ta tới để đòi nợ Boris. Hãy báo với ông ta, có chủ nợ tên là Roman muốn gặp ông ta. Hả? Đã có rất nhiều tên tự xưng là chủ nợ tới đây, đều bị chúng ta đánh cho một trận và đuổi về rồi đó. Một kẻ ốm yếu như ngươi mà cũng dám tới đòi nợ nghề địa chủ, không biết sợ hay sao hả? Sao? Các ngươi dám khinh thường anh em ta sao? Nếu còn dám cản đường chúng tôi, coi chừng tôi sẽ đánh cho các ngươi một trận nhớ đời. Những người gác cổng rất sợ hãi trước vẻ to lớn và hung dữ của họ, vội vàng chạy vào trong nhà báo cho Boris. Thưa ngài,
có bốn tên to khỏe, mặt mũi bậm trợn lắm. Họ quyết đòi nợ ngài bằng được đó. Họ còn định đánh cả chúng tôi nữa. Thật ngu ngốc, các ngươi không biết gọi thêm người ra sao? Đội quân thiện chiến của ta đâu? Mau ra đánh đuổi chúng đi cho ta. Theo lệnh của Boris, đoàn người được trang bị vũ khí hùng hổ tiến ra khỏi cổng trại, cản bốn anh em lại. Cứ để tôi lo đám lính này cho. Chàng sao dơ lập tức ra tay. Chàng hít thật sâu, phong miệng thổi ra một hơi thật mạnh. Một trận gió lốc cuốn tới, thổi bay đám người của Boris tan tác. Ba người bạn rất vui vẻ tán thưởng sao dơ. Hay lắm anh bạn. Không ngờ anh bạn sao dơ của chúng ta còn có khả năng này nữa. Cái miệng rộng của anh ấy thật là phi thường. Người hầu vội vàng báo chuyện này cho Boris, khiến lão rất sợ hãi. Vậy là dùng vũ lực không thể làm được gì chúng rồi. Được rồi, đã thế thì ta sẽ dùng mưu lực. Vậy thì mời họ vào trang trại và bày tiệc rượu khoan đãi. Bảo họ rằng bao giờ bốn người có thể ăn hết cả kho lương thực của ta thì ta mới khâm phục và tiếp đón. Còn không ăn hết thì bảo họ cút đi đi. Dạ. Có đến 4.000 người cũng chẳng thể ăn hết được kho lương thực của ta. Nữa là bốn tên nhãi dép này, các người ăn chán thì phải quay về thôi. Bốn anh em được tiếp đãi những bàn tiệc rượu linh đình. Họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Đều là những người to khỏe, vì thế sức ăn của họ cũng rất dữ dội. Đặc biệt là anh chàng Roman, chàng ăn thỏa sức mà không bao giờ biết no. Bụng của chàng cứ phồng lên lại ngay lập tức xẹp xuống. Bụng cậu ta đúng là một cái thùng không đấy. Không ngờ cậu ta là người nhỏ nhất mà lại ăn được khỏe vậy. Cứ như vậy, chỉ sau vài ngày, kho lương thực đầy ắp trong trang trại đã cạn sạch. Người hầu vô cùng sợ hãi, vội vàng bẩm báo lại cho Boris. Không thể tin được, bọn chúng lại ăn khỏe đến vậy sao? Chẳng lẽ ta phải gặp mặt chúng sao? Làm thế nào bây giờ đây chứ? Lão địa chủ ra lệnh cho người làm bí mật chỉnh sửa dưới đáy một chiếc thuyền lớn, rồi cho mời Roman và những người bạn tham quan hồ nước xinh đẹp trong trang trại. Chẳng nghi ngờ gì, họ vui vẻ đồng ý. Tới giữa hồ, lỗ thủng dưới đáy thuyền vỡ tung ra và nước bắt đầu tràn lên thuyền. Mau lên, các bạn, chúng ta phải múc hết nước trong thuyền đổ đi. Nếu không muốn bị chết đuối ở giữa hồ đây, chúng ta phải mau thực hiện cho lên. Nhưng lo, các cậu không thông thạo ở dưới nước, cứ để việc này cho tôi. Trước nguy cơ chiếc thuyền sắp sửa bị đắm, đến lượt chàng đánh cá bắt kia trổ tài. Chàng dùng đôi tay to khỏe của mình tát nước liên tục. Nước dưới hồ bị chàng tát hết cả lên bờ. Chẳng mấy chốc mà chiếc hồ đã cạn trơ cả đấy. Hay lắm Baki, đôi tay của cậu thần kỳ lắm. Chúng ta lại an toàn rồi. Thấy mưu kế của mình liên tiếp không thành, Boris vô cùng lo lắng trước bốn anh em tài giỏi. Tên địa chủ miễn cưỡng đồng ý gặp Roman và những người bạn. Sau khi xem những tờ giấy nợ, Boris câu mày suy nghĩ. Ta sẽ phải trả cho chúng cả mấy xe tiền sao? Số tiền đó chẳng ít ỏi gì đâu. Có cách nào để giảm bớt thiệt hại không nhỉ? Tuyệt lắm, ta vừa nghĩ ra một cách rất hay. Thôi được, ta bằng lòng trả nợ một lần. Nhưng các ngươi không được dùng xe cộ, thuyền bè hay ngựa để chở. Chỉ có bốn người các ngươi được phép gánh tiền mang về thôi. Cứ gánh bao nhiêu tùy thích. Ông nói thật không vậy? Chúng ta có thể gánh bao nhiêu cũng được sao? Phải, chỉ cần các ngươi có đủ sức mà gánh về thôi. Được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tới để lấy tiền về. Chỉ có bốn tên, khỏe lắm thì cũng chỉ gánh được một trương tiền bạc mà thôi. Dù sao thì ta vẫn có lợi, ta thật thông minh làm sao. Trở về quán trọ, bốn người bạn cùng nhau chuẩn bị kế hoạch và hai chiếc giỏ khổng lồ để đựng tiền. Ngày hôm sau, Boris dẫn họ tới kho đựng tiền của hắn trong trang trại. Đó, các người có thể gánh bao nhiêu tùy thích. Đến lượt anh trổ tài rồi đó, Gavin. Được, cứ để đó cho tôi. Họ chất đầy vàng vào hai chiếc giỏ khổng lồ, cho đến khi chúng trông như hai tảng đá lớn. Và Gavin nhẹ nhàng gánh chúng trên vai bước đi. Lão địa chủ vô cùng hối tiếc, số tiền đó đã lớn hơn gấp nhiều lần số tiền lão phải trả.
Kho vàng của Boris cũng đã gần như cạn sạch. Boris, hy vọng ông đã có được bài học cho mình rồi. Chúng tôi cảnh cáo ông, nếu còn dám dùng vũ lực để cướp bóc của dân nữa, chúng tôi sẽ còn trở lại đây đó, biết không? Boris nhìn theo bốn người bạn thảnh thơi gánh cả gia tài của mình đi mất. Lão vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm được gì nữa. Từ đó, tiền bạc của Boris gần như cạn sạch. Lão buộc phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Ông ta cũng không còn dám cướp bóc nữa vì sợ bốn anh em sẽ quay trở lại. Còn về phần bốn anh em Roman, họ đem số tiền khổng lồ lấy được trả lại và chia đều cho tất cả mọi người. Dân làng rất vui mừng. Giờ thì họ không còn cười nhạo nữa mà coi bốn anh em như những người hùng của làng. Bốn người cùng nhau trở về ngôi nhà của Roman. Vợ chồng bác nông dân rất vui mừng vì có thêm ba người con nuôi khỏe mạnh và tài giỏi. Họ cùng nhau sống và làm việc trong trang trại, trở nên khấm khá và được mọi người yêu quý và nể phục.